Số 8 tượng trưng cho nguyên tắc của sự chi phối, điều khiển, thành đạt và quyết định chính. Số 8 thường lễ nghi, nghiêm khắc và cứng đầu. Thoải mái trong sự đầy đủ về vật chất và những sự thật hữu hình. Số 8 có thể trở thành cực kỳ tài giỏi nếu phát triển được mối liên kết giữa tinh thần và trực giác của mình. Số 8 là một nhà lãnh đạo bẩm sinh với khả năng đạt được mục tiêu rất tốt. Số 8 cần biết cách cảm thông. Tài năng, kiên quyết, can đảm, tập trung và có thể tin cậy. Thử thách, hiếu chiến, thích chi phối, dễ nổi giận, hay phán xét, kiêu ngạo, nhẫn tâm. Mục tiêu cá nhân, muốn điều khiển môi trường xung quanh, muốn được công danh và quyền lực. Sợ hãi, mất uy tín, bị hoàn cảnh chi phối hoặc phải ở dưới quyền những người kém tài hơn. Nghề nghiệp, sẽ thành công với chuyên gia, nhà kinh doanh, nhà xuất bản, người đấu thầu, kỹ sư, chuyên gia tài chính, thẩm phán. Ưu điểm, người mang con số đường đời 8 có tài năng lãnh đạo, tổ chức và hướng dẫn. Số 8 nhìn xa trông rộng và có phần hơi liều lĩnh. Thực tế và ít mơ mộng, số 8 luôn bận rộn để chứng tỏ tài năng của mình trên con đường tìm kiếm giàu sang và danh vọng. Số 8 rất tham vọng và luôn có mục đích rõ rệt trong tất cả những công việc mình làm. Ở phía tích cực, số 8 có năng lực tốt để hình thành những kế hoạch và ý tưởng có tầm nhìn xa và cũng có sự tự tin, sức mạnh tinh thần, sự kiên quyết và khả năng độc lập để theo đuổi những kế hoạch, ý tưởng đó cho tới tận cùng. Số 8 thường tự đặt ra cho mình nhiều thử thách, rồi cố gắng hết mình để vượt qua những thử thách đó. Số 8 năng động và tự chủ, ghét phải dựa dẫm vào người khác để đạt được thành công. Với số 8, thành công là những gì mà mình phải vất vả để đạt được bằng nỗ lực, và nếu không thành công thì sẽ là thất bại, không có sự nhập nhằng giữa hai trạng thái. Số 8 biết cách chi phối ngoại cảnh và làm tốt những công việc của mình. Số 8 có khả năng đánh giá đúng tiềm năng của người khác, và thường thì khả năng này đem lại nhiều thuận lợi cho công việc. Sự chăm chỉ của số 8 đáng được nể phục và nó góp một phần lớn vào thành công của số 8. Số 8 thực tế luôn theo đuổi mục tiêu chính của mình một cách kiên định và dám nắm bắt lấy cơ hội khi nó tới. Những đặc điểm này khiến số 8 có thể truyền cảm hứng công việc cho người khác và có khả năng trở thành một người lãnh đạo giỏi. Tiền tài và danh vọng rất quan trọng với số 8. Số 8 là mẫu người tìm mục tiêu cuộc đời cho mình ở thế giới vật chất, với những mối quan ngại, tập trung chủ yếu ở tiền bạc và thứ quyền lực mà nó đem lại. Với số 8, danh vọng là thứ quan trọng nhất để chứng tỏ thành công và số 8 luôn muốn những nỗ lực và thành tích của mình được công nhận. Nhiều người với con số đường đời này trở thành những người tự tin, giàu có và quyền thế. Số 8 cũng dành nhiều thời gian cho ngoại hình và sức khỏe của mình, thường có khuynh hướng là những người ưa thích và giỏi thể thao. Trong quan hệ, số 8 thẳng thắn, trung thực và trước sau như một. Số 8 là người có thể và luôn sẵn sàng đảm bảo cuộc sống tốt cho bạn đời của mình. Nhược điểm, số 8 có thể yêu say mê, nhưng không phải lúc nào cũng đủ thời gian để thể hiện tình cảm của mình. Nhiều khi số 8 quá bận rộn để nhận ra rằng đối phương cần nhiều điều hơn chỉ là vật chất. Số 8 dễ quá sa đà vào tham vọng của mình mà không quan tâm đầy đủ tới những người thân thiết xung quanh. Số 8 cũng thường kìm nén tình cảm của mình làm cho chính mình phải thấy cô độc. Người ứng với số 8 dễ bị ghen tuông hành hạ và cần tới sự trấn an thường xuyên về sự trung thủy và tận tụy. Họ là những người ẩn chứa hai thái cực tình cảm. Khi thì lạnh lùng xa vắng, khi thì dịu dàng, tử tế và cảm thông. Với những lợi ích chung của xã hội, số 8 thường thờ ơ. Ở phía tiêu cực của con số đường đời này, số 8 có khuynh hướng quá gắn bó với những gì mà vật chất có thể đem lại. Những số 8 không hiểu được giá trị thực sự của tiền bạc và ý nghĩa của những điều phi vật chất dễ bị cuốn vào vòng danh lợi và nếu không cẩn thận có thể mất tất cả. Số 8 là những người dễ thành công, nhưng cũng dễ gặp phải những thất bại lớn như khuynh gia bại sản, gia đình tan vỡ. Con đường mà số 8 đi là con đường có thể dẫn tới quyền lực và giàu sang, và vì vậy cũng là con đường dễ dẫn tới sự sa ngã vì quyền lực và giàu sang là những thứ dễ cám dỗ con người. Số 8 có thể trở thành người kiêu ngạo, nhẫn tâm, hống hách, độc đoán, cố chấp, chỉ cho mình là đúng. Số 8 có thể truyền cảm hứng, nhưng cũng có thể quá độc tài mà dập tắt đi những nỗ lực, nhiệt tình và sự sáng tạo của những người xung quanh. Điều này chỉ dẫn tới sự cô lập trong công việc hoặc những xung đột mà những người chịu tổn thương thường là những người mà số 8 yêu quý, như gia đình, người yêu, bè bạn. Lời khuyên, số 8 cần biết cách coi trọng suy nghĩ của người khác và không áp đặt quan điểm của mình lên mọi người. Số 8 cũng cần chú ý và quan tâm tới những người mình yêu thương.
chu cấp đầy đủ về vật chất thường không đủ để giữ được trái tim của họ. Thử thách của số 8 nằm ở việc phải giữ cân bằng giữa mục tiêu đạt được danh vọng tiền tài và sống gần gũi, hài hòa với người khác.